Nữ tập gym, 4 quan niệm sai một ly đi ngàn dặm phổ biến. Chắc chắn bạn đã từng nghe những câu hỏi của phụ nữ là phụ nữ tập gym có tốt không, hay nữ tập tạ có to như nam giới hay không, hay tập gym cho nữ có lợi ích gì. Đó là những băn khoăn của không ít chị em phụ nữ, đặc biệt khi thấy mấy anh tại phòng gym, anh nào cũng có thân hình cơ bắp cuồn cuộn, cục nào giữa cục đó nhìn hết hồn. Hôm nay, Gym và Võ Thuật sẽ giúp bạn làm rõ những quan niệm sai lầm mà chị em thường gặp trước khi đi tập gym hay thể hình nhé. Chắc chắn bạn đã từng nghe câu thần chú mà nhiều chị em truyền tai nhau, tập gym thể hình làm to, thô như nam đó, hay mình có đốt mỡ cho các nhóm cơ nhất định, hay có thể ăn bất kỳ món gì mình thích, miễn là mình tập luyện chăm chỉ. Đáng buồn hiện nay, do chưa hiểu rõ gym là gì, nên có quá nhiều chị em bị lừa bởi các chuyên gia tự phong với những thông tin không đáng tin cậy, không có khoa học chứng minh, khiến cho nhiều chị em cảm thấy bối rối, liệu tập gym có tốt hay không? Đừng để bị lừa nữa, hãy bắt đầu tìm hiểu nào. Thứ nhất, nâng tạ sẽ làm tôi to ra. Đây là điều mà chị em thường nghe nhất, tập tạ là to như nam, thô như nam vân vân. Tuy nhiên, Gym và Võ Thuật xin nhấn mạnh một lần nữa là nữ tập gym, tập tạ sẽ không to, bự như nam giới đâu. Vậy thì tại sao? Phụ nữ không sản sinh ra đủ nội tiết tố testosterone, nội tiết tố nam để to như nam giới. Nam giới có hàm lượng testosterone cao gấp nữ giới từ 15 đến 20 lần và nam giới phải mất nhiều thời gian tập luyện nặng và dinh dưỡng nghiêm ngặt để tăng cơ như thế. Như thế thì phụ nữ làm sao mà to ra được? Nếu bạn tập tạ, bạn sẽ thấy nhanh chóng có nhiều biến đổi trong cơ thể thời gian đầu, nhưng đừng quá lo lắng vì tay chân của bạn sẽ đột nhiên to đùng chỉ sau vài bài tập. Điều này không bao giờ xảy ra đâu. Nếu bạn tập tạ khoảng từ 3 đến 6 tháng và cảm thấy mình đang to, tăng cân hơn, có khả năng là vì chế độ dinh dưỡng không khoa học và lượng mỡ cơ thể gia tăng chứ không phải là do tăng cơ đâu. Nói tóm lại, bạn có thể có được thân hình săn chắc đáng mơ ước với điều kiện đừng nghe ai nói là bạn to sẽ xấu, hay ăn uống và tập luyện khoa học. 2. Giảm mỡ ở một vùng cơ thể nhất định. Tôi không thể nào giảm mỡ bụng được. Tôi không thể loại bỏ mấy cái ngần mỡ này. Tôi muốn tập trung vào giảm mỡ đùi, lưng dưới, bụng vân vân. Tất cả mọi người đều có điểm yếu trên cơ thể, thường là bụng, lưng dưới, đùi hay đùi ngoài. Mỡ thường thích tìm đến bạn nhưng lại không thích rời bạn mà đi. Chắc chắn khi không thể giảm mỡ được ở những vùng trên cơ thể này, đặc biệt khi những vùng cơ khác lại phát triển rất tốt, sẽ khiến cho bạn tức như điên lên. Có lẽ bạn đang nghe ai đó giảm mỡ một vùng cơ thể nào đó, tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai lầm. Bạn có thể thấy một vùng cơ thể thon gọn, đi trông thấy bằng cách giảm mỡ toàn thân và gia tăng kích thước cơ lên. Các chế độ thực đơn ăn kiêng giảm cân sẽ ảnh hưởng tới lượng mỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, nó sẽ giúp giải quyết vấn đề mỡ thừa. Bạn cũng có thể thực hiện các bài tập chuyên biệt được thiết kế để xây dựng cơ ở từng vùng cơ. Vì vậy, đừng bao giờ tin rằng có thể đốt mỡ một điểm nào đó trên cơ thể mà không giảm các vùng cơ khác. Điều này là hoàn toàn sai lầm. 3. Tôi đi tập gym nên tôi có thể ăn bất kỳ món gì mình thích. Nhiều bạn thường có những câu hỏi khá ngô nghê như kiểu em đi tập gym, tập các bài tập cardio giảm cân thì có thể ăn bánh ngọt, kem, ăn vặt được hay không? Hay em muốn giảm cân có thân hình săn chắc nhưng không cần tập được không ạ? Hay em tập luyện giảm cân thành công rồi, giờ em ăn thoải mái như anh chị được không ạ? Bạn sẽ đốt cháy rất nhiều calo khi tập luyện tại gym, nhưng không thể nào có thể bù đắp lại lòng tham thèm ăn của bạn. Điều này không phải là quy định quá nghiêm ngặt tới mức bạn không bao giờ được ăn các món thích hay thả cửa trong một dịp nào đó như đám cưới, ăn tiệc chẳng hạn. Tuy nhiên, điều cần nói ở đây chính là bạn phải tự biết kiềm chế chính bản thân mình. 4. Tôi chẳng thấy mình giảm cân, vậy phương pháp tập tôi đang vô ích. Mặc dù cân nặng có thể là dụng cụ xác định mức độ tiến triển của bạn, nhưng nó không chỉ là dụng cụ duy nhất. Thật vậy, cân ký thông thường không đáng tin vì bạn có thể tăng cơ khi cân ký không được tính cơ hay mỡ. Tin tốt là bạn khi nhìn vào gương không thấy tự mình săn chắc hơn, đẹp hơn dù cân ký nói rằng đang tăng vài ký đó. Sau đây là một vài cách khá hay để giúp bạn xác định thêm tiến triển của bạn. Dụng cụ đo mỡ, sức mạnh và tiến bộ tại phòng gym, chụp hình ăn ảnh hơn, quần áo mặc vừa vặn hơn và đẹp hơn. Không có gì sai khi dùng cân ký thông thường, miễn là nó không phải công cụ duy nhất bạn dùng. Và bạn có thể tham khảo một số dụng cụ hỗ trợ giảm cân ở dưới link mình để dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau. Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I be
do I love the times we never love the feeling.